Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoài Linh chỉ follow một người dù có hơn 12 triệu người theo dõi, danh tính khiến khán giả bất ngờ. Những ngày qua, cái tên Hoài Linh luôn là một từ khóa rất hot trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Nam nghệ sĩ liên tục bị bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên trong các buổi phát sóng trực tiếp khi cho rằng anh là một trong những nghệ sĩ đã có liên quan với ông Võ Hoàng Yên. Điều này đã ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của nghệ sĩ Hoài Linh trong mắt của khán giả. Chưa dừng lại ở đó, hai ngày qua nghệ sĩ cải lương Hammy lại tiếp tục gây xôn xao dư luận khi liên tục cập nhật những dòng trạng thái và quay clip tự nhận mình chính là vợ chưa công khai của Hoài Linh. Một lần nữa, khán giả thân thuộc của nam nghệ sĩ lại cảm thấy vô cùng hoang mang với thông tin một chiều này. Đến lúc này, danh hài Hoài Linh vẫn giữ thái độ im lặng và chưa có bất kỳ phát ngôn nào về những ồn ào nhiều tháng qua. Nhiều năm tham gia showbiz, cái tên Hoài Linh chưa bao giờ giảm nhiệt dù là giai đoạn anh bỗng nhiên mất hút trên truyền hình. Đặc biệt từ đầu năm 2021 đến nay, khi chính thức trở lại dồn dập trên các nền tảng mạng xã hội, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh luôn được quan tâm và theo dõi với nhiều thành tích khủng. Hiện nay, tài khoản TikTok của anh đã có hơn 4,3 triệu lượt người theo dõi. Các clip anh up lên đều nhanh chóng đạt được con số triệu view. Trang YouTube chính thức của Hoài Linh cũng nhanh chóng đạt được nút vàng một thời gian ngắn và thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường nhất của nam nghệ sĩ. Về tài khoản Facebook, trang cá nhân của Hoài Linh có hơn 1,2 triệu người follow, còn theo fanpage thì đã có hơn 12 triệu lượt follow. Sở hữu lượng lớn fan hâm mộ khủng, nhưng một điều khiến mọi người bất ngờ đó chính là Hoài Linh chỉ theo dõi một người duy nhất là con trai nuôi Hoài Lâm trên nền tảng mạng xã hội này. Hoài Linh được biết đến là cha nuôi người đỡ đầu cho ca sĩ Hoài Lâm. Vào những ngày đầu chập chững vào nghề, Hoài Lâm bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến sau khi trở thành quán quân của Gương Mặt Thân Quen 2014. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, anh bất ngờ công khai tình cảm với Lưu Hoàng Bảo Ngọc và gặp rất nhiều sóng gió vì hai bên gia đình ngăn cấm. Đỉnh điểm đến cuối năm 2018, Hoài Lâm gây sốc khi tuyên bố tạm ngừng ca hát trong 2 năm, khiến nhiều khán giả còn cho rằng anh vì quá mải mê yêu đương mà bỏ bê sự nghiệp. Chính lúc này, tin đồn bất hòa giữa Hoài Lâm và Hoài Linh xuất hiện liên tục, nam ca sĩ được cho là có thái độ vô ơn với chính người cha nuôi của mình. Hoài Linh từng thẳng thắn chia sẻ, sự nghiệp của Hoài Lâm xuống hay lên là do nó biết giữ hay không, việc này không còn nằm trong bàn tay của tôi nữa rồi. Khi Hoài Lâm có vị thế, nó phải tự biết giữ, tôi đã dặn rồi. Hoài Lâm thích hát nhạc trẻ lắm, nó còn trẻ mà nên thích mê. Tôi không giận, nhưng nói một hai lần, lần thứ ba không nghe nữa thì thôi. Mất công tôi tốn hơn, phải dưỡng chút hơi thở cuối cùng, nói nhiều chi cho mệt. Đến cuối năm 2019, Hoài Lâm khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải hình ảnh và clip ghi lại màn biểu diễn của anh và cha nuôi trong một chương trình ở Pháp trên trang cá nhân. Những hình ảnh này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Trong phần bình luận, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi thấy hai cha con nghệ sĩ đứng chung sân khấu sau thời gian dài vướng ồn ào bất hòa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.